ngày 6 tháng 6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 806 ca nhiễm mới, với 4 ca nhập cảnh và 802 ca ghi nhận trong nước, tăng 117 ca so với ngày trước đó tại 45 tỉnh, thành phố có 616 ca trong cộng đồng. Như vậy so với hôm qua, hôm nay có thêm 9 địa phương xuất hiện F0. Cụ thể, Hà Nội 204, Bắc Ninh 76, Yên Bái 64, Hải Dương 42, Vĩnh Phúc 41, Quảng Ninh 29, Thành phố Hồ Chí Minh 28, Phú Thọ 25, Đắk Nông 24, Thái Nguyên 21, Bắc Cạn 19, Hòa Bình 16, Sơn La 16, Lào Cai 16, Tuyên Quang 16, Thái Bình 15, Hải Phòng 14, Quảng Bình 13, Hưng Yên 11, Hà Giang 10, Đà Nẵng 10, Hà Nam 9, Thanh Hóa 7, Lạng Sơn 7, Quảng Trị 7, Cao Bằng 7, Quảng Ngãi 6, Phú Yên 6, Lâm Đồng 5, Nam Định 5, Kiên Giang 4, Nghệ An 4, Lai Châu 4, Điện Biên 3, Bắc Giang 3, Gia Lai 3, Bình Phước 2, Tây Ninh 2, Đồng Tháp 2, Khánh Hòa 1, Đồng Nai 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Định 1, Bến Tre 1, Bình Thuận 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Tuyên Quang giảm 15, Yên Bái giảm 15, Quảng Trị giảm 11. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Bắc Ninh tăng 76, Hải Dương tăng 42, Đắk Nông tăng 24. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 958 ca trên ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.726.045 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.319 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.718.283 ca, trong đó có 9.511.164 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Kênh sẽ cập nhật tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn theo dõi và nhấn chuông để cập nhật video mới.